đổi vận hơi sai. Đổi vận hơi sai. Đến từ Jason. Tiếp tục lại một câu hỏi là quẩy sớm ăn gì? Quẩy sớm ăn gì? Rồi bây giờ cảm giác như là bàn đấu này thì AIQ họ lựa chọn những bài nó cơ bản hơn. Nó cơ bản hơn. Cơ bản hơn, đó là Lyanna của H, đó là Alice trong tay của Jayzak, một trong những con bài anh ta chơi kiểm soát tốt nhất sau con bài có lẽ là bậc nhất luôn. So sánh với con bài ngang bài Anete và Sơn Mách đang bị cầu máu hộ đường giữa, có lẽ là Sơn Mách cũng không đáng sợ cho lắm, anh ta chỉ cần có được cho mình cấp độ 2 thôi. Cần có cấp độ 2 thôi. Rõ ràng khi bạn đối đầu với Lyanna ở những cấp độ đầu thì đúng là Bách không có gì để có thể đẩy đường ngang hoặc nhanh hơn so với đối phương. Bách mất một lính à? Đối phương muốn cướp bờ đỏ à? Bách đây, không mất. Ô, đây là một cái bước đi cực kỳ hay đến từ bên phía AIQ, họ cướp được bờ đỏ rồi, chúng ta bị thọt mất một bùa. Họ làm cho chúng ta di chuyển sai. Họ có Alice ở không đường giữa để bảo kê và họ không tiến vào vùng rừng của chúng ta sớm và chúng ta nghĩ rằng họ không cướp rừng của chúng ta. Có hai vấn làm điều đó. Có hai vấn đề trong tình huống rồi, đó là một, Xuân Mạnh bị cầu máu quá nhiều khu đường giữa, và thứ hai là cái lối di chuyển của Rush nó quá bất ngờ. Khi mà đối phương cứ tưởng như là Alice chỉ đứng bên cạnh có thể kè cho vị trí của H farm khu đường giữa thôi, nhưng không phải, anh ta đi thẳng vào cướp cho mình con bùa đỏ. Rất bất ngờ thì mình một team flash. ADC cần cẩn thận. ADC cần cẩn thận và ADC tình huống này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng H đó là một tình huống choáng trượt đến từ H, nhưng ADC có phải nằm xuống hay không? ADC bị bắn và ADC sẽ phải một chiến công đầu dành cho Jayzak. Đạt còi né được choáng nhưng đạt còi đang bị làm chậm, tiếp tục một cú choáng nữa đến từ Lyanna. Đạt còi mất máu rất nhiều. Bạn chiến còn quay trở lại trả một đòn, nếu như chạy thẳng về là có thể sống rồi. Chúng ta đang bị ép ở rất nhiều mặt trận. Tôi đang cảm thấy cái game đấu này đang hơi khó cho Flash khi mà chúng ta không có được giờ của con bùa đỏ là cái thứ nhất. Thứ hai, chúng ta vừa mất cho mình 2 điểm hạ gục và con rồng này có khả năng cao sẽ thành cho chỗ ấy kiểu. Mất nốt rồi. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm mà rừng của chúng ta vừa mới ra mà đối phương không ăn rồng, chắc chỉ có Flash Swap mới làm được thôi. Rõ ràng là đội bạn ở một cái thế là buộc phải thắng và đội bạn cũng đánh những con bài nó mang tính chất cực kỳ cẩn thận. Nhưng đội bạn lại có quá nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu, nó là một cái tiền đề cực kỳ lớn cho Violet quẩy ở trong giai đoạn sau. Choáng tốt đến từ Poroe. Đối phương không có chiêu cuối, tiếp tục ăn một cú choáng nữa. Đối phương muốn lên cấp 4 nhưng đối phương kịp lên cấp 4 nhưng không kịp dùng chiêu cuối. Chúng ta có lẽ sẽ mất rồng, nhưng chúng ta có được cho mình đó là lợi thế dành cho Van Hên. Chúng ta sẽ cướp được con bùa xanh của đối phương nếu làm nhanh trong tình huống này. Nếu làm nhanh. Tôi thấy Hắc bắt đầu di chuyển rồi. Nhưng chúng ta không di chuyển ra bùa xanh của đối phương. Đây là thời điểm rõ ràng chúng ta nghĩ ta phải di chuyển ra con bùa xanh của đối phương cực kỳ sớm. Thì chúng ta mới có khả năng cướp được con bùa xanh đó. Nhưng mà anh Tùng và anh Tuấn có nhận ra một điểm là gì không? AIQ đánh quá cẩn thận và đây có thể sẽ là điểm yếu của họ, bởi vì trong tình huống vừa rồi nhá, không có ai bên phía Flash họ kiểm soát hang rồng cả. Hoàn toàn họ có thể ăn cái hang rồng từ lúc họ bước ra con rồng vừa hồi sinh. Nếu họ ăn xong được con rồng, họ hoàn toàn có thể di chuyển sang bên phía của bùa đỏ của team Flash, tiếp tục cướp một con bùa đỏ, nhưng họ không làm như vậy. Họ dình dập khu vực đường giữa, họ để mất thời gian và khiến cho săn ở khu vực đường trên. Nếu như trong tình huống đó săn có cấp 4, nếu ăn được rồng săn cấp 4 là săn không chết. Đây là trận đấu mà có thể chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi ở giai đoạn đầu trận đấu, nhưng về sau tôi nghĩ rằng vẫn sẽ giống như ván 1 á. Tức là về sau chúng ta có Xuân Bách Kali, đây sẽ là nguồn sát thương lớn và sẽ khiến cho đối phương không thể kết thúc nhanh trận đấu nếu như chúng ta bị thua. Ngược lại với tôi biết một chút thì đánh giá về giai đoạn cuối trận thì mình đang đánh giá là một thế trận rất cần đến cần, cả hai cần, bên cần. Vì rõ ràng đối phương có những cơ sở cực kỳ mạnh mẽ để đánh về giai đoạn cuối trận. Chúng ta có những cơ sở mạnh để đánh về giai đoạn cuối trận là chúng ta là những con bài không cần áp sát. Chính xác. Đó là lý do để khiến cho Alice của đối phương mất đi cái sự nguy hiểm của mình. Nhưng Puri băng lên đặt còi, choáng và xông sát thương người dây rác, nhưng Puri đang gặp nguy hiểm, anh ta cũng đã phải nằm xuống rồi. Rush thoát khỏi sự tấn công đến từ ADC. Đó là pha thi đấu mà hai bên đều mất trợ thủ. Có lẽ pha thi đấu vừa rồi Puri chỉ nên dùng ở chiêu 1 và chiêu 2 thôi. Đúng rồi. Không nên dùng chiêu cuối trong tình huống cuối cùng vừa rồi. Hơi phí. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sẽ giữ được. Nhưng mà giữ được cái trụ đường dưới này không? Nhưng vấn đề là đặt còi sẽ bị đạt cấu máu. Đặt còi đang lao lên. Săn đang muốn hạ gục đạt còi, đạt còi chết rồi. Đạt còi đang làm tất cả những gì để có thể giải quyết được tân lính, và anh ta cũng đã giúp được cho những người đồng đội của mình giải quyết được đường trên. Nhưng đó là pha solo kill của Chaser. Gấu có lẽ bị sốc sát thương, vẫn còn tốc biến, vẫn còn chiêu cuối. Có lẽ là một tình hai cú hất tung liên tiếp đến từ Chaser. Tôi nghĩ là phải là hai lần cấu máu liên tiếp. Hai lần cấu máu liên tiếp thì đúng hơn. Một tình huống solo kill bất lợi của chúng ta ở khu đường trên, và bây giờ đối phương sẽ đẩy lên khu đường trên này. ADC đang gặp khó ở con bùa đỏ này, và đó là Proe. Proe chết rồi. Rõ ràng là chúng ta hiểu đội bạn mạnh ở những con bài nào, đó là Chaser với một con bài mà anh ta có lẽ là rất mong muốn để hay. Có được. Không được. Đó là lượng tiền nhảy dành cho bên phía của AHQ, họ đang hơn chúng ta khoảng 2.000 tiền. 2.000 tiền phút thứ của AHQ, họ đang hơn chúng ta khoảng 2.000 tiền. 2.000 tiền phút thứ 5 là con số rất đáng ngại. Rất đáng ngại, và đặc biệt hơn đối phương không phải là Roker nữa, đối phương là Violet. Một thế trận ép đường mà có Violet thì quá tuyệt vời dành cho đối phương. Chúng ta cần cực kỳ cẩn thận trong những phút sắp tới. Cảm giác là đang hơi say máu với chiến thắng. Đúng đó là sao? ADC ở trong những tình huống di chuyển đầu tiên. Đồng ý. Nên nhớ rằng ở trong chiến thắng ở ván đấu thứ 2 đã có thời điểm mà ADC cũng say máu.
trong khi đồng đội bắn trụ thì anh ta phi thẳng vào nhà của đối phương và chết đó. Cách kiểu cực kỳ lãng xẹt. Tôi biết ADC còn trẻ và trong cuộc đấu với AHQ thắng được hai ván là cực kỳ háo hức. Tuy nhiên nên nhớ rằng đây là bo 5 chứ không phải là bo 3. Và AHQ không phải là một đội tuyển hạng xoàng. Họ đã từng thua 2-0 trước Mori Bacon. Họ rớt lại hai ván rồi, họ thua 3-2 rồi, họ lại vẫn dẫn lại được 4-3. Họ không phải là một đội tuyển dễ bị gọi là đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Và rõ ràng đây đang là sai lầm rất khó hiểu của chúng ta khi chúng ta cho đội bạn lấy lại được tinh thần. Bởi tinh thần là một điều rất quan trọng trong đánh liên quân. Nếu có tinh thần thì ta có thể làm được rất nhiều, rất mạnh mẽ. Chúng ta đang không có sự kiểm soát trong những bước di chuyển của Huck, của dây rắc và của Rush. Khi mà Xuân Bách và Puri liên tục ôm trụ như thế này thì gần như sông là của đối phương. Đã phải dùng quân đoàn ma quái để xóa sổ lính là Xuân Bách. Xóa sổ thành công. Cái thế trận này nó giống như cái thế trận mà AQ đến với Overclock. Khi mà Total cầm nhìn vào cầm bài Limit, tôi vẫn có cảm giác hy vọng gì đấy ADC sẽ farm được đủ cái lượng tiền để gây được những đột biến giống như là Total đã làm. Nhưng nên nhớ đó là trận đấu mà chúng thua, ta phải nói là thua đến 90%. Và chỉ có một pha tỏa sáng mang tính chất gọi là cực kỳ đột biến đến từ Total mới có thể kéo lại được trận thi đấu. ADC có làm được điều đó hay không chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng Xuân Bách vẫn đang sấy tương đối chuẩn, nhưng anh ta đã mất đi cú sấy của mình ở khu đường giữa. Trận này Xuân Bách vẫn chưa phải nằm xuống bất kỳ một điểm hạ gục nào thì Xuân Bách carry. Anh ta lên thẳng cho mình cái gậy bùng nổ, tức là muốn đẩy đường thật đẩy nhanh đường. Tức là muốn đẩy, muốn dọn lính rất nhanh đấy. Lính sẽ không thể vào được khu đường giữa, nhưng lại có một cái đen cho chúng ta, đó là đối phương có Valor. Xuân Bách lên trang bị cực kỳ chủ động. Nếu như đó là cái ngọc phụng hoàng, chúng ta sẽ nghĩ đó là kiểu là liên tiếp là di chuyển ở các đường. Nhưng mà Xuân Bách biết mình chỉ có thể đánh ở thế thủ. Đúng và rồi. Trong thế thủ đó thì anh ta không quá cần cái ngọc phụng hoàng để có thể hồi phục trong những pha giao tranh liên tiếp. Anh ta chỉ cần thủ đường tốt là có thể có cơ sở để đánh về cuối trận. Đang đánh rất chủ động đến từ Xuân Bách, nhưng quan trọng là chúng ta phải nuôi lớn cả đạt còi và ADC nữa. Và chúng ta vẫn đang làm điều đó rất tốt. Ôi hắc chút nữa đã bị dính cái làm choáng đến từ đạt còi và săn ra chỉ một tiếng có máu thôi. Ở cái thế này thì đây là một cái thế tôi nghĩ là tạm ổn đến từ bên phía của team Flash khi mà họ giữ hòa được, họ cân bằng được cái thế trận so với bên phía của AQ. Nhưng phải cẩn thận bởi vì chắc chắn sẽ đến một thời điểm AQ sẽ đẩy nhanh trận đấu, có thể sẽ là sau con rồng này. Đồng ý. Lại là câu chuyện về thông số, có lẽ phút từ 8:30 đến phút 14 là giống như ván 1 thôi, hay giống như tất cả các bàn đấu khác, đó là thời điểm mà AQ sẽ snowball. Trận này thì khó kiểm soát hơn rất nhiều. Tại vì đối phương có Violet. Có Violet. Bởi vì đây là một con bài mà bạn bắn trụ bạn không có cần. Không cần lính. Và khả năng phòng thủ Smash là tốt. Nhưng đấy, chúng ta nhìn thấy này, cứ thế này khó. Thì làm sao mà có thể phòng thủ được. ADC thì đang chơi một cái bài đó là kẹp với cả gấu ở khu đường trên, chờ cho Chaser say máu rồi cố gắng ganh với Chaser. Nhưng mà Chaser cũng rất tỉnh rồi. Chaser trong giai đoạn tới sẽ có rất nhiều đất diễn. Bởi chúng ta có đến 3 con bài thuộc dạng dễ bị bắt nạt bởi Chaser. Bách đánh rất mạo hiểm trong pha thi đấu vừa rồi, dùng quân đoàn ma quái nhưng chỉ xóa sổ lính thôi. Trong khi đó đường giữa đang đẩy cao bởi ADC và gấu. Đúng, chúng ta đang trên đường hình ra đó là 2-3. ADC với gấu là một cặp và ba người kia là một cặp, nhưng đường giữa sớm hay muộn cũng sẽ nổ. Rõ ràng Rớt chưa cần bất kỳ một tên lính nào ở đường giữa, nhưng cứ đi qua rồi đi lại anh ta thả vài phát bắn vào khu đường trên. Đường trên gấu đang gặp nguy hiểm, gấu phải về gấu rất nhanh. Sẽ nằm trong tình huống này. Có tốc nếu biến đâu? Bật chế tật tốc biến. Chạy thôi. Bỏ trụ đi. Bỏ thôi. Mất tốc biến rồi. Hắc. Không, chúng ta không đánh được pha thi đấu này, rất mạo hiểm. Nổi, không đánh nổi. Đội bạn đang tập trung 5 người theo một thế rất gọng kìm. Khó rồi, game này đang là một cái game cực kỳ khó cho mình với team Flash. ADC cần phải có được những tình huống đột biến hơn. Nhưng mà lượng sát thương của anh ta chưa cho phép anh ta làm được nhiều điều. Đây anh ta còn chưa có thương xuyên phá. Lấy ra sự đột biến về mặt sát thương. Trong thời điểm tiếp theo thì Violet sẽ là một trong những con bài cần tranh chấp hoặc cấm đi. Đến từ cả hai đội tuyển. Đúng vậy. Bởi Violet nó làm cho chúng ta nhớ lại thời điểm năm nào mà AHQ lên ngôi vô địch AWC. Đúng. Đó là thời điểm đầu thì Violet không được chú ý đến bằng Slim, bằng Lindis. Bằng Lindis. Nhưng càng về sau thì Violet càng có đất dụng võ. Có một cái điểm mà Violet nó mạnh đó chính là việc mà khi mà các đội tuyển đã quá hiểu nhau trong cái giai đoạn bootcamp, trong giai đoạn luyện tập, các đội tuyển quá hiểu nhau. Khi những lượng di chuyển nó mang tính chất nó hào hoãn quá nhiều. Ôi từ từ, tình huống này đã đạt còi. Đạt còi vừa rồi là một hai đòn bắn có chí mạng. Có chí mạng. Có thanh kiếm đến từ Rớt rồi. Xin phép anh Tùng và anh Tuấn, tôi từ từ, tình huống này ADC muốn lên ép một khu đường trên. Hơi nhưng khó. Đối phương lại ép một khu đường dưới, thôi hỏng rồi. Mất ADC nằm phải. Xuống luôn. Hỏng rồi. ADC nằm xuống luôn, như vậy là chúng ta sẽ mất đường và mất người. Hỏng rồi, trận này chắc thua rồi. Trận này quá khó đánh. Thì tôi đang phân tích tiếp về cái việc là Violet. Bởi vì khi mà trong giai đoạn bootcamp các đội tuyển đã quá hiểu nhau, hiểu về hướng di chuyển của nhau, khả năng đánh hòa trong một trận là nó là cao, rất là cao. Và càng hòa càng có nhiều đồ thì Violet lại là con cái vị tướng Harkery, cái vị tướng mà nó mang tính chất mạnh nhất giai đoạn cuối trận, giữa trận và cuối trận. Chính vì vậy là các đội tuyển sau khi mà nhận ra được rằng là giai đoạn đầu không thua, giai đoạn sau có đồ thì Violet mới là con bài đáng chú ý nhất, mới là con bài mạnh nhất. Còn Lindis
thực chất là một con bài mang tính gọi là snowball và gây đột biến cao. Tuy nhiên để đạt được đến cái tầm những người chơi Linus đẳng cấp như là Turtle hay là Defox của Ba Gia Liên Minh thì phải đếm trên đầu ngón tay. Và kể không cả phải là người đi rừng nào cũng làm được. Kể cả là đẳng cấp cao đến như thế nào nhưng tuy nhiên ở đây là trận đấu team 5. Đúng rồi. Và đây là một thế trận rất cân bằng đến từ cả hai team, thì khi đó càng cân bằng bao nhiêu thì Violet càng hưởng lợi bấy nhiêu, đúng không? Đây sẽ là cái thế trận mà Violet rất thích, bởi vì anh ta sau con Si ra này có thể sẽ hoàn thành cho mình đó là cái phút đầu kiếm. Và hai bắn thì tôi nghĩ là những Xuân Bách hay là ADC sẽ phải nằm xuống lập tức. Quá khó đánh, đây là thế trận nó quá khó đánh, chúng ta không có một chống chịu cứng, thất cứng nào. Đúng. Bởi kể cả Lữ Bố cũng phải lên 100 nhịp tấn công, đó là cái thương long Zenith. Khó rồi, Chaser. Ui, Chaser định làm gì? Không được làm gì cả, nhưng chúng ta cũng không làm gì Chaser cả, khó quá. Mặc dù ở thời điểm hiện tại lượng tiền chênh lệch chỉ rơi vào khoảng 6.000, nhưng thế trận là rất khó. Thế trận là rất khó. Bây giờ cần một pha thật đột biến của chúng ta để có thể bắt được một thành viên chủ lực của đối phương, nhưng đó là điều tương đối khó làm bởi cái lối mà chúng ta chọn đội hình nó cũng không phải là lối đánh mà khi thủ chúng ta có thể làm được. Chúng ta khi chúng ta thủ, chúng ta không có một con bài nào có thể sốc được ngay vào vị trí của Rus. Đó. Mà Rus cấp 15 rồi. Quá khỏe, quá nhiều đồ. Tôi nghĩ rằng có một điều bất lợi nữa cho chúng ta, đó là ở trong ván 1 chúng ta vẫn còn có ma lốc lấy thân mình để kiểu càng lính. Nhưng ở trong trận đó, ngay cả gấu người chống chịu nhất trong đội hình của chúng ta cũng không thể làm được cái điều đó. Và gần như đó, khi lính tràn vào thì dòng chảy ma thuật của Alice được thả ra, chúng ta không thể phòng ngự được. Chúng ta sẽ thất bại ở ván đấu thứ 3 này. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội để làm lại ở 2 ván đấu tiếp theo. Cố gắng từ chiêu cuối. Nhưng đối phương là ma ra. Thực ra trận đấu này chúng ta có định không thua đối phương, nhưng có lẽ chính là sai lầm đầu trận đấu và pha cướp bùa đối phương là quá trí thôi. ADC sẽ là người thứ hai phải nằm xuống, không là người đầu tiên. Gấu thoát được, bốn thành viên còn lại của team Flash đứng trong tế đàn, thà chết chứ quyết định không bị hy sinh. Và 2-1 dành cho bên phía AHQ, họ đã gỡ lại một ván và tinh thần họ đã lấy lại được, đây mới là